Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long vừa cứu sống thành công cụ bà 72 tuổi bị nhiễm trùng huyết từ viêm mô bào do vết xước nhỏ ở cẳng chân phải. Đây là bệnh gây ra bởi vi khuẩn tụ cầu đa kháng thuốc, tỷ lệ tử vong rất cao. Cụ bà NTMT 72 tuổi ở thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang vô tình bị vết xước nhỏ ở cẳng chân phải hơn 10 ngày và sau đó xương đỏ lan dần toàn bộ cẳng chân. Sau đó có nhiều triệu chứng bất thường và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, qua thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh là nặng, đội ngũ bác sĩ tiến hành hội chẩn thống nhất với chẩn đoán suy hô hấp cấp, nhiễm khuẩn huyết từ viêm mô bào cản chân, viêm phổi nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng trên cơ địa suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyếp 2 suy kiệt. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện dần, hết sốt ăn ngủ được, dùng sưng đỏ cản chân phải thu hẹp dần. Kết quả cấy mũ và đàm mọc vi khuẩn định danh là tụ cầu vàng đa kháng. Hiện tình trạng người bệnh cải thiện tốt ngưng thở oxy, các chỉ số sinh hiệu ổn định đã được xuất diện theo dõi ngoại trú sau 10 ngày điều trị.